Vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ violon Bùi Công Duy và nghệ sĩ piano Trần Minh Tuấn. Kính thưa quý vị, cũng phải mất tới 3 năm, ca sĩ Tùng Dương mới trở lại đêm nhạc của Phú Quang. Và trong chương trình đêm nay, chúng ta sẽ thấy người ca sĩ đa tài, đa phong cách này sẽ đến với chúng ta bằng những gương mặt khác nhau trong âm nhạc của Phú Quang. Và mở đầu sẽ là một ca khúc vô cùng quen thuộc, Chiều Không Em, phỏng thơ Nguyễn Thụy Kha. Tùng Dương gửi lời chào thân yêu nhất tới tất cả quý vị. Mà xanh sao cô đơn, nghe trong vắng từng giọt chiều. Chiều không em mà thôi buồn tới, mãi lang thang cơn gió vô tình. Chiều không em chân quay về lỡ ngỡ, ta còn gì để mà nhớ mà quên. Chiều không em, chiều buồn không em, chiều không em câu ca vàng sương khói, biết về đâu để mãi nhớ mà quên. Chiều không em, chiều buồn không em, trời đầy mây là trời một mình. Cây nối cây mà xanh sao cô đơn, nghe trong vắng từng giọt chiều. Chiều không em mặt hồ buồn tới, mãi lang thang cơn gió vô tình. Chiều không em chân quay về ngỡ ngàng, ta còn gì để mà nhớ mà quên. Chiều không em, chiều buồn không em, chiều không em câu ca vàng sương khói, biết về đâu để mà nhớ mà mà xanh sao cô đơn, nghe trong vắng từng giọt chiều. Chiều không em mặt hồ buồn tới, mãi lang thang cơn gió vô tình. Chiều không em chân quay về ngỡ ngàng, ta còn gì để mà nhớ mà quên. Chiều không em, chiều buồn không em, chiều không em câu ca vàng sương khói, biết về đâu để mà nhớ mà quên. Chiều không em mặt hồ buồn tới, mãi lang thang cơn gió vô tình. Chiều không em chân quay về ngỡ ngàng, ta còn gì để mà nhớ mà quên.
để mà nhớ mà quên. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng. Và tiếp theo sau đây thì Dương xin được hát một bài hát mà bài hát trong những năm vừa qua thì đi bất cứ nơi đâu cũng được yêu cầu hát. Và vâng, bài hát này thì là một bài hát mà có thể quý vị đã từng nghe rồi, một bài hát viết về người mẹ vĩ đại của chúng ta. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời. Xin được hát bài hát Mẹ với lời thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang. Thank you.
trong giấc mơ để từng chiều lại nhé. Quang ạ và anh Tuấn. Xin cảm ơn quý vị. Dương còn quay lại phần 2 của chương trình với quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ca sĩ Tùng Dương cùng các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời đã bao giờ quý vị tự đặt cho mình một câu hỏi: hạnh phúc ở đâu? Làm thế nào để chúng ta có được hạnh phúc? Và một số người cũng sẽ tự hỏi: hạnh phúc liệu có là điều có thật? Và nếu như có thật thì ai là người có thể giữ được hạnh phúc suốt cả một cuộc đời? Và nếu như quý vị vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó thì có thể nghe những lời tự sự của nhạc sĩ Phú Quang. Tôi thường nghĩ về hạnh phúc như một khoảng chợt hiện rồi chợt tan. Sau khoảnh khắc hạnh phúc là nỗi trống vắng đến tận cùng. Nhất là khi cảm giác ấy đến với ta trong một đêm se lạnh, khi ta trở về lặng lẽ, một mình trong căn phòng, vẫn thoảng mùi hoa sữa, như một điều có thực mà cũng như một điều không thực. Bài hát Tình khúc 24, phòng thơ Dương Tường, qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung. Cầm chiều, hãy tư nhanh xương.
rất nhiều. Bây giờ Hồng Nhung xin được trân trọng mời ra sân khấu nhạc sĩ Phú Quang. Và nhạc sĩ sẽ đệm đàn để Hồng Nhung hát nhạc phẩm Nỗi Buồn mà nhạc sĩ Phú Quang đã phòng thơ của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Bóng ai như tôi đi qua cõi.
Và ca sĩ thấy được vỗ tay thì trong lòng vô cùng là phấn khởi và nô nức. Vì thế nên có nhìn qua nhau với một ánh mắt là nói ít hiểu nhiều. Tức là hết chương trình đề của Hồng Nhung hết rồi nhưng mà vẫn xin được hát nữa. Thế bây giờ quý vị muốn nghe lại bài vừa rồi hay là hai chú cháu ngẫu hứng hát luôn bài nữa? Vâng. Đừng mơ và anh đừng nhớ, trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì
Xin được cảm ơn ca sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Phú Quang. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi phần 1 của đêm nhạc Hà Nội và em khi thu chớm đông sang. Tạm dứt không gian vừa mơ vừa thực. Xin quý vị hãy giải lao trong ít phút. Lời đầu tiên là cho tôi được cảm ơn tất cả các quý vị khán giả có mặt trong đêm nay. Bởi vì là cái sự yêu mến của các quý vị khán giả ấy, đối với tôi nó rất là giá trị về tinh thần, giá trị về vật chất, giá trị về mọi thứ. Tôi là vì là vốn dĩ là sinh ra là người mà tay làm hàm nhai mà tay quay miệng trễ. Thế cho nên là các cái sự giúp đỡ của các quý vị khán giả hôm nay thì rất là hạnh phúc đối với tôi rồi. Tôi những cái việc mà các bạn đến với tôi như thế này là một cái hạnh phúc rất lớn. Nhưng vì thế mà hôm nay tôi có một cái món quà đặc biệt tặng cho các anh, các chị và các bạn. Những cái gì mà chúng ta về phần vé thì là chúng ta vẫn đang xem, nhưng cái phần này là ngoài vé, tức là một cái phần bonus. Tức là tôi muốn tặng các anh chị một cái giọng hát mới, giọng hát mà chưa bao giờ, chắc là các anh chị ở đây mà nghe thì cũng khó lắm. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi thích và tôi muốn là làm một cái món quà tặng miễn phí đối với các anh chị. Tức là mày hy vọng là các anh chị sẽ nhìn thấy thoải mái. Và xin mời
ca sĩ Nghiệp Dư Tuấn Cường. Anh ấy thì có rất nhiều việc để làm, chứ không phải là việc hát không, không phải như các bạn nghệ sĩ chúng tôi, tức là chỉ có sống bằng âm nhạc thôi. Anh có nhiều thứ để sống lắm, nhưng anh lại rất yêu ca hát. Và tôi nhận ra một điều là giọng hát anh ấy xúc động và chân thật. Và hôm nay tôi xin được mời các anh nghe một nhạc phẩm rất là quen thuộc của tôi, bài hát Đâu Phải Bởi Mùa Thu, viết từ một cái tứ của nhà thơ Giáng Vân. Lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian. Em ru gì lời ru cho biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giông tố. Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt. Là chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa. Em ru gì lời ru cho tiếc nuối một đời ước vọng tan phai. Em ru gì lời ru cho ngày mai. Thời gian có bao giờ chờ em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê một đời sống hơn. Em ru gì cho ta khi bao ngày vội vã. Câu hát ngân lên bỗng tắt. Cho đã nuôi tật nguyền vết sẹo thời gian. Em ru gì lời ru cho biển khơi biết bao giờ ngừng. Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê một đời không mơ. Đời đam mê một đời giấc mơ. Em ru gì cho ta khi bao ngày vội vã.
Cái việc thực ra là tôi cũng tôi thì chọn một cái là đã làm cái gì thì cũng phải có ý đồ. Tưởng như là không có ý đồ nhưng có ý đồ. Để tôi hôm nay tôi mời một ca sĩ như này đến hát để các anh các chị làm. Vì tôi nhìn ở dưới tôi thấy có nhiều người hát hay lắm. Như vậy là tôi muốn nói với các anh chị cứ hát đi. Nhạc của tôi rất là dễ hát. Tức là nếu mà cứ cố gắng là sẽ thành ra. Thế còn mà tôi lại có một cái nữa là cái khả năng rất là yếu kém. Tức là nếu mà sáng tác kịp thời là tôi thường là không viết được. Nói thật là sáng tác kịp thời thì cũng hấp dẫn lắm. Bởi vì nếu người ta cứ viết tình ca, ví dụ Vĩnh Phúc ơi, rồi Nam Định, các thứ thì là có tiền ngay. Thế nhưng mà tôi phải nói thật là tôi không viết được những cái bài mà sáng tác kịp thời như thế này. Thế có một lần thì các anh mới bảo tôi là vì ngày xưa là gia đình ông tản cư lên Phú Thọ cho nên là ông được đẻ ở Phú Thọ. Thế vậy thì ông ấy viết cho bọn em là một bài ca ngợi quê hương Phú Thọ vì anh có 5 năm rồi anh mới về thủ đô. Thế thì tôi nói là thú thật là tôi kém lắm, sáng tác kịp thời tôi rất kém, chắc là không viết được đâu. Nhưng mà các anh bảo thôi nếu anh không viết được thì anh cứ đi chơi với bọn em một lần. Thế khi lên chơi thì thú thật là khi mà họ dẫn đến đúng quê của một cái anh bạn của tôi là anh Hưởng ở Ngân hàng Liên Việt ấy, thì lại ở chính cái huyện Cẩm Khê. Thế và khi mà anh dẫn tôi sang cái mà tôi là ngày xưa gia đình tôi sơ tán ở Cẩm Khê. Khi lên mà trông thấy cái dòng sông nó vẫn mênh mông thế mà trong một cái chiều đông buốt giá thì tôi tự nhiên tôi nghĩ rằng chắc là mình sẽ viết được một bài. Và tự bởi vì bỗng nhiên tôi như là thấy cha mẹ tôi vẫn còn sống và lại đứng chờ mình ở trong cái mái nhà ấy. Và chị tôi thì lại như là vẫn còn và đang ôm tôi qua đò, mỗi lần qua đò vì chị sợ mình ngã xuống. Thì tôi có nói với anh rằng là anh thì chắc là anh có thể viết được cho em một bài. Thì anh Hưởng nói là bài như thế nào và đã có nốt nào đâu mà như thế nào được. Thế nhưng mà với cái xúc động này thì chắc chắn là viết được. Vì tôi, thú thật là tôi chỉ viết được cái gì bằng xúc động thật thôi. Có thể là hay, có thể là dở, nhưng mà chắc chắn là nó phải là thật. Thế thì tôi viết, mà hôm nay tôi mời các anh chị. Nhưng tôi cũng có thể tự hào một điều là khi tôi viết cho cái miền quê mà tôi sinh ra, nó không phải là ơi mới đâu, mà đây nó là một cái nỗi xúc động thật. Thế thì tôi sẽ mời ca sĩ Tấn Minh hát bài này. Bởi bài này có một cái lời đầu tiên mà tôi viết là tất cả là này. Một ngày lại về trên bến sông xưa, dòng sông vẫn rì rào như một thời thơ bé. Chiều cuối năm sao buốt lòng đến thế? Bởi vì tôi buốt lòng là vì tôi nhớ đến cha mẹ tôi và chị tôi. Mà cây si già trầm tư, thương nhớ con đò nan. Với cây si nó vẫn cứ soi bóng xuống cái bến sông. Và bây giờ thì xin mời các anh chị nghe một cái bài tình ca nhưng mà thật lòng. Xin mời ca sĩ Tấn Minh. Buốt lòng đến thế, cây si già trầm tư, thương nhớ con đò nan. Một chiều lại về với miền quê trung du, thương nhớ ai mà sống thơ. Ngỡ như mẹ cha
vẫn chờ ta ngoài hiên vắng, ngỡ như chỉ ta lại ôm ta trong vòng tay dịu dàng. Một chiều lại về kính mang mái tóc vỡ sương, cầm thế ơi sao dòng sông vẫn mênh mông thế, ngỡ như còn đây một thời thơ bé. Quê hương ơi nỗi nhớ còn theo tôi suốt cuộc đời. Một chiều lại về trên bến sông xưa, dòng sông vẫn dì dào như một thời thơ bé. Chiều cuối năm sao buốt lòng đến thế, cây si già chậm